Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Viettune Music. Hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho các bạn các thao tác những tính năng cơ bản trên cây đàn CTX-3000 như là cách chọn tiếng, chọn điệu, cách thu âm vào đàn và một số những hiệu ứng mình có thể thêm vào âm sắc. Bây giờ mời các bạn cùng xem đoạn video clip sau. Trên CTX-3000 được tích hợp sẵn 800 âm sắc. Như các bạn thấy, ở trên này sẽ được chia thành từng nhóm tiếng như là piano, electric piano, bass, dây hoặc là các loại nhạc cụ khác. Thì để sử dụng lựa chọn các âm sắc, chúng ta nhấn vào nút tone. Có hai cách để chọn tiếng. Cách thứ nhất là các bạn có thể sử dụng các phím số để lựa chọn các âm sắc, ví dụ như là tiếng string, các bạn có thể nhấn. Hoặc cách thứ hai, các bạn có thể sử dụng con quay để lựa chọn các giá trị. Tính năng tiếp theo là tính năng chia đôi bàn phím. Ở tính năng này, các bạn có thể sử dụng hai âm sắc riêng biệt trên cùng một bàn phím. Bước đầu tiên là các bạn chọn âm sắc đầu tiên cho tay phải, ví dụ như tiếng piano. Sau đó các bạn nhấn vào nút Split và chọn âm sắc thứ hai, ví dụ là tiếng string. Ở tính năng này, âm sắc thứ hai sẽ được tính từ vị trí octava đây, còn âm sắc tay phải sẽ được tính từ vị trí này trở đi. Để thay đổi vị trí chia đôi bàn phím, các bạn có thể nhấn giữ nút Split và chọn vào vị trí mà bạn muốn âm bàn tay trái hoặc bàn tay phải. Ví dụ ở đây là nốt đô. Tính năng tiếp theo là đàn hai âm sắc cùng lúc. Để sử dụng tính năng này, đầu tiên các bạn chọn âm sắc thứ nhất. Ở đây ví dụ là tiếng piano. Sau đó các bạn nhấn chữ layer. Sau đó chọn tiếng ví dụ như là tiếng string. Các bạn đàn xuống. Để chọn đàn hai âm sắc cùng một lúc cho phần tay trái, phần lower layer, các bạn nhấn giữ phím layer đến khi màn hình xuất hiện chữ lower layer này được tô đen. Để thoát khỏi tính năng này, các bạn chỉ cần nhấn nút layer một lần nữa. Tiếp theo, chúng ta có thể thêm hiệu ứng vào cho các âm sắc. Ví dụ là tiếng reverb, hiệu ứng reverb. Chúng ta nhấn nút function. Sử dụng phím mũi tên qua trái qua phải là phím số 1 hoặc phím số 3 để di chuyển tới chữ reverb trong phần cài đặt. Ở đây phần reverb có 25 giá trị. Có rất nhiều hiệu ứng cho cái tính năng này. Ở đây chúng tôi sẽ ví dụ, đầu tiên là tắt cái hiệu ứng này để cho các bạn thấy rõ. Bây giờ chúng tôi sẽ mở thử một cái hiệu ứng reverb. Ngoài ra, các bạn có thể thêm cả hiệu ứng chorus hoặc là hòa âm vào thêm cái tiếng âm sắc mà mình đã chọn bằng cách nhấn giữ function. Sử dụng phím mũi tên qua trái qua phải là phím số 1 hoặc số 3 để di chuyển tới phần chorus. Đây, ở đây ví dụ sẽ có 13 cái giá trị của chorus để chúng ta lựa chọn. Đây ví dụ như là tiếng âm sắc đi vậy. Thank you.
dụng thử cái hiệu ứng số 7, Deep Sea. Tính năng tiếp theo là chúng ta có thể chỉnh thêm cái cả hiệu ứng Equalizer. Chúng ta có thể vào phần Function. Các bạn di chuyển tiếp đến chữ Equalizer. Ở đây. Trong phần này chúng ta sẽ có 10 cái giá trị hiệu ứng. Thì để ví dụ cho các bạn, thứ nhất là Standard. Cái số 4, Loudness. Các bạn thấy cái tiếng nó có vẻ nó vang hơn không? Chúng ta thử cái Bright. Ở phần này thì các bạn sẽ thấy tiếng nó sáng hơn.